6 thanh niên chặn đầu ô tô trong đêm, cầm gạch đập phá xe khiến tài xế hoảng sợ. Một phần diễn biến của sự việc đã được camera hành trình ghi lại vào khoảng 23 giờ đêm ngày 10 tháng 11 vừa qua, trên đoạn đường thuộc địa phận xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Thời điểm đó, trên đường vắng các phương tiện qua lại, một ô tô đang lưu thông thì bị 6 thanh niên chạy xe máy chặn đầu. Nhóm thanh niên này tỏ ra hung hăng, đứng trước đầu xe chửi bới rồi thậm chí còn dùng gạch đập phá ô tô. Có phần hoảng hốt, tài xế cho xe chạy lùi để tránh họa, nhưng nhóm đối tượng trên vẫn đuổi bám theo, tiếp tục cầm gạch ném về phía xe. Tài xế đã phải cho xe lùi liên tiếp 2 lần mới có thể thoát khỏi sự manh động của họ. Dù không rõ nguyên nhân dẫn tới hành động uy hiếp phá hoại này, nhưng sự việc đang khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.